Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SPTN. Anh Nguyễn Kim Bình và Tường Thắng sẽ được trở lại với quý khán giả trong buổi nói chuyện ngày hôm nay liên quan đến vấn đề ông Mitch McConnell là chủ tịch đa số Cộng hòa tại Thượng viện. Thế thì thưa anh, ông hứa là sau kỳ lễ lao động, ông sẽ triệu tập và đưa cái vấn đề luật liên quan đến súng ra để bàn thảo. Mà thật sự trong quá khứ, trong ba mấy năm cầm quyền làm thượng nghị sĩ tại tiểu bang này, ông lúc nào ông cũng bỏ phiếu chống lại cái vấn đề mà kiểm soát súng cả. Tôi nói kiểm soát đây chứ không phải cấm, kiểm soát thôi. Thì câu hỏi đặt ra là liệu trong lần này ông có thật sự ông đưa ra hay không? Và thứ hai là cái ảnh hưởng của cái tổ chức NRA là National Rifle Association, mình tạm dịch là hội những người chơi súng đó, đây là một hội tư nhân, họ sẽ ảnh hưởng như thế nào trong cái trong những ngày sắp tới kia? NRA là một cái thế lực gọi là ghê gớm trong chính trường Mỹ trong bao nhiêu năm, tương đương với lại cái thế lực mà lobby của người Do Thái. Nó có thể nói là nếu mà cái tổ chức APAC của người Do Thái, người Mỹ gốc Do Thái, là tổ chức mạnh nhất về mặt trong lĩnh vực ngoại giao, thì NRA là cái lực lượng mà mạnh nhất trong cái trong lĩnh vực đối nội. Và họ một phần lý do họ mạnh là tại vì họ chỉ tập trung vào một vấn đề thôi. Chứ không có những chuyện như là các nghiệp đoàn lao động hay là những cái tổ chức thương mại đời nào thường hay bị phải chi phối bởi nhiều vấn đề, thì NRA họ chỉ tập trung với một vấn đề duy nhất, tương tự như các tổ chức nhân quyền Việt Nam mình chẳng hạn, chỉ tập trung một issue, đó là cái chuyện bảo vệ cái quyền được mua bán súng, cái quyền nói chung là cái quyền sử dụng mua bán súng. Thì mà họ tập trung vào gốc vì cái kinh nghiệm, họ có một cái ngân khoản lớn và họ có một cái những cái người chuyên gia. Mà ngân khoản lớn là do những người thành viên họ đóng tiền vô, đúng không? Do nhiều nguồn, membership. Và một khi về sau này, lúc mà có membership rồi đó, thì họ có những cái deal lớn với những công ty bán súng nữa. Những công ty đó cũng đóng góp cho anh ơi. Và một những cái nguồn lợi gần đây của họ là cái YouTube channel. Vì cái YouTube channel của họ bây giờ có đến cả chục triệu người view, cho nên có nhiều quảng cáo. Và những ai hay quảng cáo trên đó thì là những người bán súng hoặc là những người mà bán dụng cụ thể thao, khích săn bắn rồi nè. Cho nên đó, NRA là một tổ chức thành công là vì họ biết cách kinh tài nữa. Và một khi có tiền vô thì họ biết cách sử dụng tiền. Và đặc biệt là họ sử dụng tiền rất là chính xác. Ví dụ như ông McConnell. Ông xuất thân từ một tiểu bang Kentucky. Thật sự nếu ông McConnell là thượng nghị sĩ ở California đi thì NRA cũng không mua được ông đâu. Nhưng vì ông là thượng nghị sĩ đại diện cho Kentucky, trong đó khoảng 70-80% người dân sống ở những vùng nông thôn và gần như gia đình nào cũng có 2-3 khẩu súng hết. Cho nên họ biết lựa người và đầu tư vô. Và họ đầu tư với những người như McConnell như vậy. Bây giờ ông trở thành, từ mười mấy năm nay ông đã là lãnh đạo của khối đa số trong thượng viện rồi. Nên từ một cái tiểu bang nhỏ, từ thượng mục sĩ, thượng nghị sĩ của một tiểu bang nhỏ, mà bây giờ trở thành một cái vị trí người lãnh đạo quốc hội Mỹ, thì đó là những cái kết quả đầu tư của NRA nó thành công là như vậy đó. Không hẳn là họ mua đứt, nó là mua chuộc những thượng nghị sĩ đó thì cũng không hoàn toàn đúng. Họ tìm những người mà ngay ban đầu đã có thiện cảm với họ rồi. Và họ nâng đỡ, bồi dưỡng cho những người đó. Để cho những người đó trở thành những người có khả năng lãnh đạo. Cho nên những người đó dần dần, vì cử tri của những người đó cũng ủng hộ cho cái quan điểm này. Cho nên NRA thành công ở chỗ đó là vậy. Họ đầu tư vào những cái chỗ mà họ đã có sẵn cái tiềm năng rồi. Chứ còn như ở California, họ đâu có thì giờ ảnh hưởng đến bà Feinstein hoặc là Harris. Là vì California nó quá cấp tiến. Nó đặt ra một cái câu hỏi về cái tổ chức NRA, kính thưa quý giả, mỗi lần có một vụ nổ súng xảy ra, gọi là tàn sát tập thể. Và mới đây ngày hôm qua, ngay tại tiểu bang Texas, bắn nhau trên xa lộ, hai người chết, đúng không ạ? Thì câu hỏi đặt ra là khi mà xảy ra những chuyện như vậy thì NRA, tổ chức hội những người chơi súng, thường hay đổ thừa những người sử dụng những cái vụ đó là do những người tâm thần gây ra. Thủ phạm của cái việc bắn súng tại El Paso gây ra 22 người chết, lái xe 10 tiếng đồng hồ từ Dallas xuống El Paso nhắm chỉ bắn chết những người Mexican. Nếu mà tâm thần, tại sao anh có biết, anh biết anh lái xe 10 tiếng rồi anh nhắm cái mục tiêu của anh như thế? Nếu anh tâm thần, câu hỏi đặt ra là những người tâm thần như vậy đó, nếu mà thật sự tâm thần thì họ có biết tính toán đến mức như thế hay không? Thứ hai là nếu mà những người tâm thần thì câu hỏi đặt ra là những người hiện tại đóng tiền nguyệt liễm cho tổ chức NRA để cho ông Wade LaPierre là chủ tịch của NRA đi có lương hơn 1 triệu đô la, chuẩn bị mua một căn nhà, một cái lâu đài 6 triệu đô la. Ai tâm thần hơn ai? Đúng không? Anh Bình, anh có muốn đóng tiền cho một cái anh cái chủ tịch cái tổ chức đó để đi mua một cái lâu đài mà ở cái 6 triệu đô la bằng tiền của anh không?
Thì hiện giờ đúng không? Những người mà muốn người, có số người mà đang muốn ngăn chặn cái ảnh hưởng LA, họ nghĩ là cái cách hay nhất là tấn công từ bên trong ra. Tức là họ sẽ thuyết phục trực tiếp mấy triệu thành viên của NRA. Yeah. Họ đưa những cái con số mà thẳng vừa mới nói. Và ngay cái lúc này thì thật khá đó, cái tổ chức NRA ngay bây giờ nè, nó đang bị tan gia bối rối chứ phải không? Yeah. Nó nợ quá nhiều luôn. Và bên trong nó đang có một cái cuộc thanh trừng nội bộ. Yeah. Giữa những người như Oliver North đã là từng là chủ tịch của NRA và ông LaPierre là người mà giám đốc điều hành. Thì bên trong nội bộ của NRA hiện giờ đang có vấn đề đó. Cho nên đó, họ nói thì nó cứng vậy, nhưng những người mà muốn kiểm soát súng á, họ biết được là đây là cái thời điểm mà quan tốt nhất nè để mà đẩy một cái dự, những cái dự luật kiểm soát súng nè. Tại vì thực sự NRA trong năm 2019 này có nhiều vấn đề nội bộ lắm. Dạ vâng. À, đó là tình trạng về vấn đề văn hóa súng ống tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý khán giả, mỗi lần mà có chuyện nổ súng xảy ra, như chẳng hạn như công ty Walmart mới đây, thì kính thưa nhà vừa mới ra lệnh cho tất cả nhân viên của mình dẹp bỏ, lấy tất cả những cái video game nào mà liên quan đến bạo lực, dẹp hết, không có bán, trưng bán ra ở tại ở các cửa tiệm của Walmart. Nhưng mà súng đều để nguyên, không dẹp. Chúng ta thấy cái tương phản của cái văn hóa súng ống tại Hoa Kỳ là như thế. Và trở lại một việc là cái là súng bán tự động đó, nó là nó nằm ở trong cái sporting section. Thì tất cả những người nào, tuy là mình không có đi săn ở đây, nhưng mà tất cả những người đi săn đó, mà thực sự là săn bắn đó, không ai cầm cái khẩu súng AR-15 đi săn hết á. Tại vì săn cái con gì bây giờ mà cần phải phát súng bắn tự động. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra, anh bảo là súng để trong khu sport session, khu thể thao, vậy thì giờ mấy cái phim video game đó, nó có bắn chết ai đâu, đúng không? Mà bây giờ các nhà khoa học gia chứng minh rằng là không có sự liên hệ giữa khi anh chơi game, trò chơi game, với lại cái việc anh đi bắn chết 22 người hoặc là 3 người, ba mạng nó phải hy sinh ở Gilroy hoặc là 9 người ở Dayton, Ohio. Nó không có sự liên hệ nó. Mà mấy anh này thì for convenient, tiện lợi thì cứ đổ thừa cho tâm thần nè, chơi game nè. Nhưng mà thật sự cái bản chất của những người mà bây giờ mà cứ bảo rằng là không nên kiểm soát súng, nhiều khi đối chính họ, cũng nhiều khi họ cũng còn tâm thần hơn những cái người mà đi kêu gọi là phải kiểm soát súng. Chúng ta đâu có cần phải chờ đến thần chết gõ cửa nhà chúng ta, lúc đó chúng ta mới đi kêu gọi và kiểm soát súng. Chúng ta còn với ông Cao đi đó, dân biểu Cao đi đó, ông là chủ tịch ủy ban oversight của hạ viện trong cái thời cái quốc hội trước. Ông đã nghỉ rồi, ông đã từ chức rồi. Ông còn nói rằng không cần biết rằng là các chúng ta kêu gọi cái quyền là chúng ta có quyền mang súng, nhưng mà quyền đó vô nghĩa nếu chúng ta chết, đúng không? Ông nói thẳng the right to bear arms meaningless if you're dead. Chết rồi thì còn có cái quyền gì giữ súng nữa. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chúng ta không bàn cãi, để cho mấy ông mấy thượng viện, mấy dân biểu Cộng hòa hoặc là dân biểu Dân chủ giải quyết ở trên Washington. Thì chúng ta trở lại tới ngay quận Cam chúng ta. Hiện tại có một cái cuộc cách mạng màu xanh đang diễn ra như thế nào thưa anh? Chuyện nó xảy ra rất là mắc cười, là đối với những người dân bình thường thì không có cái gì quan trọng hết, nhưng mà đối với hai đảng thì họ đã theo dõi cái chuyện này có lẽ từ ít nhất là từ cái cuộc bầu cử năm 2016 và đặc biệt là từ cái tháng 11 năm 18 vừa rồi. Là cả hai đảng trong năm 18 vừa rồi, lần đầu tiên đảng Dân Chủ họ đã có một cuộc toàn thắng ở Orange County. Họ nắm hết cả năm đơn vị dân biểu. Và sau cuộc bầu cử đó thì họ tiếp tục một cái chiến dịch lớn là giữa hai kỳ bầu cử, họ vẫn tiếp tục bỏ tiền của nhân lực ra để mà ghi danh những cử tri để làm sao mà qua mặt được đảng Cộng Hòa. Thì cái cuộc chạy đua nó âm ỉ âm thầm, hàng tuần đều có kết quả cập nhật từ văn phòng cử tri quận Cam cho đến ngày thứ tư vừa rồi, đúng nửa đêm luôn, vì hai bên đều sốt ruột á. Thì bên văn phòng cử tri quận Cam họ chính thức tuyên bố lần đầu tiên trong lịch sử của quận Cam, trong sau 40 năm, sau một cái thời gian thật sự là từ ngày thành lập quận Cam đến giờ đó, tại vì cái thời gian mà khoảng năm 78 đó là một cái khoảng rất nhỏ, đảng Dân Chủ bây giờ đã là đảng đa số ở quận Cam. Họ có đông cử tri hơn, ghi danh được nhiều cử tri hơn là Cộng Hòa. Còn số bây giờ thì chênh lệch nhau có 100 cử tri thôi. Nhưng mà đây là cái biến cố. Đây là cái hình mới nhất mà do cái OC Registrar họ đưa xuống phải không ạ? Sở bầu cử quận Cam đó. Thì mình thấy là cái, vì cái đơn vị của nó là theo phần trăm, thì mình thấy là tới tính theo tỷ lệ đó, thì cái số cử tri Cộng Hòa 20 năm trước vẫn còn ở cái mức khoảng 5-6%.
Bây giờ nó chui xuống, bây giờ hai đảng, mỗi đảng khoảng 34%. Dạ vâng, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là như vậy, đồng ý rằng là cử tri, những người ghi danh Dân Chủ, họ ghi danh vào đảng Dân Chủ nhiều hơn. Nhưng người ta cũng đặt lại câu hỏi là anh ghi danh là một việc, còn có chuyện có đi bầu không là chuyện khác nữa. Đúng, cái thế nào vẫn là cái quan trọng. Đúng. Đảng Cộng Hòa họ vẫn trấn an tất cả những cử tri của họ, nó là không phải là ngày tận thế đâu. Tức là dù sao thì tại sao? Historically Cộng Hòa vẫn có cái thế nào cao hơn là Dân Chủ. Một phần cái lý do là tại vì nhìn vô nhờ đâu mà đảng Dân Chủ họ có được cái thành công như vậy, là vì trong năm vừa rồi đó, cả hai đảng luôn đều tập trung vào những người cử tri mới. Tức là thứ nhất là những cháu bé mà mới vừa 18 tuổi. Thứ nhì là những người công dân mới. Nếu mà chúng ta có dịp mà đến những cái chỗ mà tương thệ, cái trung tâm tương thệ và quốc tịch Mỹ ở ngay Orange County nè, trên Anaheim chẳng hạn, thì cái buổi lễ tương thệ nào đó, nếu mà quý vị nào mà có đi từng chở người nhà hoặc là từng đi dự buổi lễ đó, đều thấy cả hai đảng họ đều có cái hai cái booth để mà mời gọi cử tri mới. À, tức là ngay bên ngoài sau khi tương thệ rồi đó. Đúng. Và họ tặng quà đủ thứ, quà kỷ niệm, chụp hình rồi đó. Thì cái thành công của đảng Dân Chủ là ở chỗ họ ghi danh được nhiều cử tri mới hơn đảng Cộng Hòa, gấp 4 lần. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra tại sao họ lại thành công hơn đảng Cộng Hòa trong vấn đề ghi danh? Cụ thể, đại đa số những công dân mới là ở Orange County là người gốc Hispanic. Và từ ngày ông Trump lên tổng thống đến giờ, công nhận là đảng Dân Chủ họ nhờ cái đó mà họ ghi danh được rất nhiều cử tri gốc ngoại. Dạ, và con người Việt Nam ta? Có lẽ trong chương trình kỳ tới mình sẽ phân tích thêm về cái hiện tượng người Việt Nam. Bởi vì cộng đồng Việt Nam là cộng đồng có lẽ duy nhất mà vẫn còn nghĩa là nghiêng về Cộng Hòa nhiều hơn Dân Chủ. Dạ vâng. Rất tiếc về thời gian không có nhiều, một lần nữa Tường Thắng và anh Nguyễn Kim Bình xin cảm ơn quý khán giả và xin hẹn quý khán giả vào thứ sáu tuần sau quý giờ này trên đài truyền hình SBTN với phân tích của anh Nguyễn Kim Bình về cái việc cộng đồng người Việt vẫn nghiêng về Cộng Hòa nhiều hơn Dân Chủ. Dạ vâng, dạ cảm ơn quý khán giả.